là bạn Mai Hương của chúng ta đã chưa vượt qua được thử thách của mình. Trong lúc Hương mang bóng về rổ ấy, thì tôi thấy là đồng hương của bạn mà lại còn tên là cũng tên là Hương cơ, Thanh Hương, là cổ vũ to nhất đấy. Chúng em cùng team mà chị. Giá như mà vào làm giúp được thì chắc cũng giúp rồi đúng không? Đấy, em cũng tháo quốc ra mấy lần nhưng mà mình không được vào thôi. Chứ mà em mà vào được rồi thì chắc chắn là bạn ấy sẽ thắng. Chắc chắn không? Chắc chắn chứ. Thế nhưng mà bây giờ nếu như cho Thanh Hương một cơ hội thử sức nhá, thì một lượt di chuyển bạn cá xem là bạn mang được bao nhiêu trái bóng tối đa. Nếu mà em nghĩ là nhiều nhất, gọi là thoải mái song sinh thì chắc là được khoảng 10 quả một lần. 10 quả? Vâng. Thì luật chơi của chương trình đưa ra là mình có không được cầm bằng tay thôi đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thế nhưng mà ví dụ mình có làm cái gì đấy mà nó không phải là cầm là được ạ. 100 lời quảng cáo không bằng một lần hành động. Xin mời Thanh Hương thử nhá. Dạ, nhà mình cổ vũ cho em đi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, chân dài có khi là kẹp được 2 quả thật đấy chứ. 3, thông minh, sương sương là thấy 4 năm rồi đây này. 6, 7, 8. Úi giời, sao, bình tĩnh. Đây, không được cầm tay đâu nhá. Úi giời, không hề đơn giản. Không dễ như mình nghĩ. Kẹp đúng không? Kẹp chứ không cầm. À, tức là chơi chiêu kẹp. Đây. Rồi, nữa không? 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, thiếu một quả. Đủ 10 rồi, lên đường. Lấy thêm quả nữa đi. Một quả nữa. Ôi, tôi thấy người trợ giúp cho tôi còn mệt hơn ý. Ôi, lên đường. Cái này không gọi là đi, cái này gọi là nhúc nhích về đích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Úi dồi ôi, 11 trái. Nhờ có mọi người cổ vũ cho em này, em mới được 11 quả chị ạ. Không, nhưng mà công nhận chân dài với lại hơi vòng kiềng có lợi thật. Có lợi thật luôn ý. Thề đấy. Cảm ơn Thanh Hương. Rất là hết mình với chương trình ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.